Xin chào các bạn nhé. Nói thật với các bạn là hôm nay là sau tầm khoảng độ 20 giờ là bác Nhưỡng bác ấy bị bắt. Tạm thời là bị bắt và đang tạm giam vì cái tội là chiếm đoạt tài sản, cấu kết với lại xã hội đen để chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Thật mới lại các bạn là mình không thể nào tin được, rất là phải nói là rất là khó tin, bởi vì bác Nhưỡng ấy, sinh ra là một người làm luật, chính xác là bác là luật sư, giờ này thì khả năng là bác giáo sư tiến sĩ này cái gì sĩ rồi chứ không phải là dạng tầm thường. Bác là đại hội quốc biểu, bác là người làm luật thì bác rất giỏi về luật, bác nắm luật rất chắc. Mà hôm nay viện kiểm sát mà sờ đến bác, chắc chắn là bằng chứng chứng cứ phải rất xác thực mới dám sờ đến bác Nhưỡng. Bởi vì một người giỏi luật như thế thì không đương nhiên là dễ sờ đâu, rất khó sờ. Bởi vì bác đã giỏi luật mà bác còn thuyết trình rất hay. Như vậy các bạn nghĩ mà xem, một người giỏi luật và thuyết trình hay như vậy, nếu như mà sai phạm rất khó bắt. Bởi vì một Còn tóc khi của chủ kia. mà người ta Nhớ cảnh giác đã à. phạm tội Dạ. là rất Mê mê quyền chi rồi. là kín Cái kẽ. bằng gì như này với thầy nhân văn đâu. Mấy Nên mấy nói cuốn với cho các mấy bạn bạn là và hãy cho thầy bảo. quan ấy mà càng tham nhiều ấy thì là càng là quan to mà càng Thì cái là này tôi những chỉ bảo thành thôi phần để cho giỏi nhé. cái khuôn tôi biết rồi. Không phải là dạng vừa đâu mà là dạng quá luôn. Bác Nhưỡng này thì phải nói là quá giỏi rồi chứ không phải là mà quá dạng rồi, là dạng quá rồi chứ không phải là dạng vừa. Cực kỳ giỏi luật, thuyết trình cực kỳ hay. Ai ngờ đâu là bác lại đi kết cấu với lại xã hội đen với xã hội thâm để coi như là cưỡng đoạt tài sản. Bây giờ dân biết còn tin ai. Đến bác Nhưỡng mà còn xảy ra cái nông nỗi này, đến bác Nhưỡng mà còn dính vào lùm xùm ấy, kinh tế tài sản rồi thì xã hội đen, thì dân biết còn tin ai. Thật sự là đau lòng, bởi vì là dân khả năng là người ta đặt niềm tin vào bác Nhưỡng nhiều. Bởi vì mỗi lần phát biểu trước quốc hội, trước những cuộc họp của quốc hội, bác phát biểu rất là rõ ràng, rành mạch, bác chỉ trích những cái xấu, bác bỏ những cái xấu, thậm chí là còn thiếu mỗi điều là bác bảo là những tham quan đáng ra là phải tịch biên tài sản, xung công quỹ nhà nước, rồi tru di cửu tộc để cho nó sạch sẽ được đất nước. Còn mỗi câu đấy là bác chưa nói thôi, còn gần như là bác nói cũng hết rồi. Nhưng mà có ngờ đâu là đến hôm nay cái cớ sự này nó xảy ra, tôi rất lấy làm tiếc và rất là buồn. Vừa tiếc tiếc cho một con người rất giỏi, buồn là buồn bác lại như vậy thì tôi buồn lắm. Không phải là buồn riêng cho một mình tôi đâu, tôi buồn thay cho nhiều những người dân khác.
Bây giờ dân biết đặt niềm tin vào ai đây? Quan càng tham thì chức càng to, quan càng tham thì lại càng giỏi. Thế thì mồ hôi, nước mắt của nhân dân, công quỹ của nhà nước bị thâm hụt, tài sản của nhân dân thì bị cưỡng đoạt. Hỏng. Không còn biết tin ai. Cho nên là tham quan nhé, nhìn thấy thằng nào mà nó có dấu hiệu tham quan, mà không cần phải là dấu hiệu đâu, đã là tham quan thì không nên tin thằng nào. Các bạn không nên tin vào tham quan. Mà đa số là quan thì phải tham rồi. Ngày xưa đến giờ đã có câu là dân thì gian, mà quan thì chắc chắn là phải tham. Điều đó là đương nhiên, nhưng mà tham ít ít thôi thì còn còn được. Chứ tham nhiều mà tài sản chất có khi chở hàng container tiền giống như thằng gì ấy thì không thể nào chấp nhận được. Đáng ra là phải tịch biên tài sản rồi thì chu di cửu tộc thì mới sạch sẽ được đất nước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.